Xin chào các bạn. Bây giờ là sáng thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Bây giờ mình sẽ giao lưu với các bạn những cây cúc rin còn lại ở vườn nhà mình. Ngày hôm qua là mình bận giao hàng cho khách đó. Đi giao cây cho khách rồi đóng coi đóng khung rồi gửi bưu điện cho nên là cũng không có thời gian để mà quay cây đó giao lưu với khách. Hôm nay là mình sẽ tranh thủ thời gian đó giao lưu với các bạn. Đây là cây số 1, đây cúc rin cao của mình, để mình đo thông số cho các bạn xem rồi các bạn hãy theo dõi và liên hệ để sở hữu với mình cây này nha. Đo giùm cái cây số 1 này đi. Đo chiều cao trước. Rồi, chiều cao của cây là 95. Rồi, tán rộng 90 nha. Rồi, đã quay một vòng, quay dùm một vòng cây rồi. Quay đều đều tay một tí. Đó, các bạn thấy không? Cái này tán rất là đều luôn, tròn đều nè. Tán cái này rất là to, tròn đều và to, ấm áp. Hành thân nó là hơn 6 cm đó. Cái này cũng trên 10 năm rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ quay cận cảnh cái lượng bông búp ở cây số 1 này. Cây số 1 này tốt léo quá cho nên là bây giờ mình phải vạch ra. Này các bạn thấy không? Bông búp lên tới ngọn luôn ha. Đó, đây là cái ngọn của nó này. Bông búp này lên tới ngọn. Vạch lá ra mình thấy được. Đó. Rất là vừa luôn ha. Không to mà cũng không nhỏ. Rất là vừa tốt luôn. Cái này theo chuẩn dáng lông nó nha. Đó, các tay cành không bị lỗi chi nào nha. Không bỏ sót chi nào. Đúng vị trí. À, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là cái phần bộ đế của nó. Bộ đế này các bạn thấy không? Già nua luôn. Đế già nua xù xì luôn rồi. Đó. Rễ nè, bộ rễ trồi lên mặt đất luôn nè. Hôm nay mình đắp ủ nè, không cây sống khỏe nha. Mình bóp một vòng tay các bạn thấy nè. Đó, bóp chặt luôn đó. Chiều dài của cái tán rễ bộ đế này là mình đo một găng tay mình không hết nha. Mình đo thẳng luôn nha. Không hết này. Không. Đó, nhìn mặt sâu của cái rễ của bộ đế cây này. Già nua luôn hơn các bạn. Rêu phong bám đầy luôn. Bám xanh luôn. Thân vỏ xù xì. Rất là to. Một bàn tay mình úp nha. Đó. Các bạn thấy đường lát lượng của cây dân lông không? Dân trực lát không? Nhìn quay từ bờ dưới quay lên này. Các chi cành rất là phủ đều luôn. Bao quay dùm vòng này. Rất là đều cây ha. Quay tiếp đi.
quay đu phải không hả? Rồi được rồi. Rồi rất là đều cây. Thân cây dốc nhọn lên trên nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay từ trên xuống dưới luôn. Quay từ trên xuống dưới cho các bạn thấy. À, các bạn thấy không? Rất là đều ha. Từ trên xuống dưới nè. Bông búp của các bạn thấy không? Mấy cái này tán xâm xuê cho nên là mình phải quay cận cảnh cho các bạn thấy luôn. No căng. Rất là ổn, ok. Nên mình phải vạch lé ra mới thấy được. Cái này nè, chỗ này nè. Đó. Búp ổn nha. Mà mình chỉ còn một vài cây thôi. Hôm qua chuyến đi cũng nhiều rồi. Các bạn cũng hãy nhanh tay liên hệ đến mình qua số điện thoại là 039 407 1359 hoặc số Zalo 0849 020790 để sở hữu những cây cúc rinh đẹp. Cái này mình để giá là 4,5 triệu không bao ship nha. Còn các bạn ở gần xe như thế nào đó thì nếu cần thì hãy liên hệ đến mình. Có gì mình hỗ trợ. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cây số 2. Những cây đại diện tiêu biểu thôi. Chứ còn không còn bao nhiêu cây đâu. Rồi, đây là cây số 2 nha. Cái hồi nãy mình cũng rút bớt nọc và cây này cũng vậy. Rút bớt nọc cho các bạn thấy cái đường thân của nó, gốc đế nó ở dưới. Các bạn thấy cái gốc đế của cây số 2 không? Những cây của nhà mình là bán gốc đế già hết nha. Đường cốt thân già nua. Đo dùm mấy cái chiều cao của cây số 2 này. Nó cao bao nhiêu? 80. Cao 80 nha các bạn. Rồi. Đo tán rộng. Rồi. 80 luôn. Tán rộng 80. Cao 80. Không, coi nhìn có vẻ tròn trịa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn thấy là cái độ tròn trịa của nó. Đó, từ dưới quay lên luôn ha. Không, các bạn thấy là nó tỉa tán đều coi không? Lâm không? Rồi, bây giờ mình sẽ quay vào bông búp. Bông búp tất cả các chi đều có hết nha. Lên tới ngọn luôn nè. Vật lé ra mới thấy. Mấy cái tán này nó xâm xuê quá. Đây là những cây mai cúc rinh lâu năm nha các bạn. Những cây mai giá rẻ thì mình đã bán hết rồi. Chỉ còn vài cây này thôi. Hôm qua mình cũng có giao lưu một vài khách. Đa phần là các anh ở miền Tây rất là thích những dòng cúc rinh. Rất chuộng. Và cũng đã nhận cây và có những anh nhận cây trước đó đó. Phản hồi rất là tốt. Vì camera của mình thì đôi khi là quay thì nó không có chuyên nghiệp lắm nha. Cây bên ngoài là tất nhiên nó sẽ đẹp hơn và nó màu sắc nó tươi tắn hơn. Những dòng cây này là trên tầm 9 đến 10 năm trở lên hết nha các bạn. Các bạn có thể thấy là độ cầm tay của mình nha.
tay mình dài 22 cm mà cầm như thế này là rất là chắc chắn nè. Mình cầm chắc hết luôn nha, không có bung lơi chỗ nào hết. Bộ gốc, bộ rễ trái của nó nè rất là ok, thân vỏ xù xì. Đây gốc xù nha, cây ở đây cây gốc xù nè, cây này cây gốc xù nè các bạn. Kiếm những cây gốc xù này ở ngoài thị trường là bây giờ tương đối ít á. Trong nhà vườn mình thì bởi vì hồi xưa ba mình ông chăm kiểu như lâu năm rồi, mình thấy có những cây mình thấy nó hay hay mình để lại. Những gốc xù bây giờ là đang rất là hot trên thị trường, kiếm những cây gốc xù đó mình chơi thấy nó hay, rất là hay. Hồi xưa là chăm nó không có được tốt, mà với lại là dàn cúc rin, cây cúc rin thì các bạn cũng biết là cái dòng cây này rất là lâu lớn, và để sở hữu những cái cây như thế này là phải qua một quá trình dài nha. Không có cây nào mà thân như thế này mà mình dưới 8, 9 năm hoặc là 10 năm cả. Cây nào tốt lắm thì cũng 9 năm trở lên mới được như thế. Đó. Đường thân lát lượng rất là đều ha. Rồi mình cũng tiện đây mình xin đối giá cái này luôn. Cái này nhỏ hơn coi hồi nãy một tí, tán thì bé hơn tí. Mình đối giá cái này là 3 triệu nha. Cái này bởi vì là tuy nó dại thôi chứ mà nó được cái bộ gốc nó xù xì nè, bộ gốc xù xì mà tán nó đều, 3 triệu là hợp lý đó các bạn. Bởi vì những cây như thế này mình cũng đã xuất đi rất là nhiều rồi, nhiều khách hàng cũng rất là ưng ý. Các bạn mua về lẹt lé nha, mình thời điểm này mình không lẹt đâu. Đó, các bạn nhắm địa phương mình nắng ấm hay là lạnh lẽo gì đó để mình biết canh ngày cho hoa ra hợp lý, trong một thời gian hợp lý không. Thế bây giờ địa phương mình cũng đang vào độ lạnh, gió đông lạnh của ngoài Bắc tràn vào á, nên mình đỡ cái lá này. Bởi vì còn giao lưu với các anh trong miền Nam rất là nhiều, đa phần khách của mình ở trong miền Nam. Đó. Rồi mình xin phép dừng video cây số 2 tại đây. Và đây là hai cây mình giao lưu trong buổi sáng hôm nay. Và còn một vài cây nữa nhưng mà mình sẽ không thể nào có thời gian quay hết được. Chung cũng còn một vài cây thôi, ít thôi, chứ không có còn được nhiều. Các bạn cũng hãy liên hệ với mình để sở hữu những cây mình ưng ý nhất. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc tất cả ngày mới vui vẻ, làm việc tốt và luôn luôn sức khỏe. Hẹn lại các bạn.